được học, được chơi, được sống hết mình và thể hiện tất cả những cá tính riêng biệt của mỗi người. Và từ những cá thể nhỏ bé ấy tạo nên một tập thể đoàn kết, một gia đình, một lớp học. Chúng em cảm ơn tất cả các thầy cô đã cho chúng em một tuổi thơ thật hạnh phúc, một ký ức thật đẹp. Cũng đôi đến tất cả những kỷ niệm và ký ức sẽ nên được có cả này.